Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên, Ban truyền thông giáo xứ Xứ Khác chúng con xin được gửi đến quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc lời chào thương mến, lời kính chúc bình an trong Đức Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2020. Sau gần 2 tháng thực hiện việc giãn cách xã hội do bệnh đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn thế giới, ngày hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan tạ ơn Chúa đã cho quê hương Việt Nam chúng ta vượt qua cơn đại dịch trong bình an và cho cuộc sống của chúng ta đang trở lại bình thường, để tất cả mọi người chúng ta có cơ hội sum vầy bên nhau để dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ. Kính thưa quý vị, tháng 6 hướng đến tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn thế giới, để tất cả mọi người được sống trong bình an, trong tình yêu thương che chở của Chúa. Kính thưa quý vị, thời gian qua biết bao nhiêu người khổ đau do đại dịch Covid-19 gây nên. Chúng ta hãy cầu xin thánh tâm Chúa ủi an và nâng đỡ những người đang lầm than vì gánh nặng cuộc đời. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho việc xây dựng nhà nguyện kính lòng thương xót Chúa được bình an và hoàn thành tốt đẹp. Xin Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lòng tín thác cùng bao nguyện ước của chúng con lên lòng thương xót Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Kính thưa quý vị, trong tâm tình đó, giờ đây Ban truyền thông giáo xứ Xứ Khác chúng con xin được thông báo chương trình lễ nguyện tháng 6 năm 2020 như sau. Hiệp hội Lòng Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc xin kính báo chương trình lễ nguyện thứ 6 ngày 5 tháng 6 năm 2020 tại giáo xứ Xứ Khác như sau. Thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, ý cầu nguyện cầu cho những người đau khổ. Xin cho tất cả những người đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng thánh tâm Chúa Giêsu. Giáo hạt Hòa Thanh phụ trách. Chương trình chi tiết 14 giờ đến 14 giờ 45. Đón tiếp quý đức cha, quý khách. Sau đó hôn xương thánh Faustina. 14 giờ 45 đến 15 giờ 45 giờ thương xót vô biên, lần chuỗi thương xót Di Đàn Thánh Giá. 15 giờ 45 đến 16 giờ giải lao. 16 giờ đến 17 giờ 30 thánh lễ do đức cha giáo phận chủ sự. Lưu ý, thời gian khai mạc có thể trễ lại hơn bình thường và chương trình có thể thay đổi do quý cha đi tĩnh tâm thường niên sau trưa cùng ngày mới kết thúc. Xin kính mời quý hội viên, quý khách hành hương tham dự thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu nêu trên do đức giám mục giáo phận chủ sự sau những ngày giãn cách xã hội vì nạn đại dịch nay trở lại bình thường. Trân trọng kính mời linh mục đặc trách Giuse Trần Hữu Sơn.